bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến các bạn tác phẩm làm dâu tác giả duyên phùng giọng đọc diệu hương mời các bạn cùng lắng nghe ngày cưới tôi nhà chồng cũng làm đúng thủ tục xin dâu như người trong bàn khiến tôi cũng bớt tủi thân tôi vẫn được mặc áo cóm được nghe bà mối hát xin dâu hôm nay ngày lành tháng tốt xin ma nhà họ phùng xin ông chú bà thím xin ông anh bà chị cho chúng tôi xin ngọn mía ngọt mang về trồng vườn rau xin ngọn mía ngọt mang về trồng giữa vườn gừng xin con gái ông anh bà chị về cho ma nhà họ hoàng thấy mặt nhà tôi gió to cột không siêu nhà tôi mưa to, không rột mái. Về nhà tôi, có nhiều sức khỏe để bắt cá ngoài suối. Về nhà tôi, cả đời khỏe cái thân, dẻo cái tay. Về nhà tôi, thóc đầy bồ, gạo đầy lu. Ông bà thương con thì gả cho nhà tôi. Bà mối nhà tôi đáp lời. Gửi phu nhìn, tức con gái bé lên nhà ông bà dạy con từ lúc con 13 dạy đến lúc con 15 con đã sắp tròn 17 con có dạy xin ông bà dạy thêm mẹ chồng dạy từ nương về ruộng xin dạy con tôi từ ruộng về nhà giường bố mẹ chồng không được ngồi gối ông bác không được gối váy áo phơi sàn thấp, sàn cao của mẹ chồng. Con khóc không được đánh con. Có bao nhiêu lời hay, màng cả ra mà đối đáp. Xin được dâu rồi, muốn xin nữa. Xin cái nết na, xin cái lúc mệt mà con dâu vẫn cười. Xin hạt vừng về gieo vườn trên, xin ngọn mía về trồng vườn dưới nước mắt êm nhòe đi. người vui nhất có lẽ là ông chú tôi. ông chỉ tay vào cái xe sim sơn màu đỏ mới tinh mà cười. cái xe của chồng con may đấy. mấy nương ngô mới mua được đấy. chỗ này dành cho con may. con may được ngồi lên trên cả mấy vụ ngô của cả bản mình lố. ông chú tôi đập đập tay lên chỗ ngồi đằng sau xe mà cười ha hà lời nói cứ như tuôn ra giữa quả rẻ gai bị bổ đôi chiều hôm trước ngày cưới tôi gặp anh Phong ngoài suối khi tôi ra gội đầu may sao lại lấy chồng sao lấy người chung giường bằng tuổi ai ông nội mất rồi người có quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ trong dòng tộc là ông chú ông chú quyết định rồi phải gật cây đầu thôi mày không muốn học làm cô giáo nữa sao người nhà chồng hứa lấy chồng rồi vẫn được đi học đại học đấy lời hứa lời hứa như nước lớn mùa lũ thôi may à hứa rồi thì phải làm chứ lời nói ra như dao chém cột nhà rồi mà ở bản này có ai coi may là người bình thường đâu coi mày như một đứa gái lười biếng không biết làm chỉ biết cho nhiều con chữ vào đầu trong đầu nhiều con chữ không những lười mà còn biết cãi chồng không ai thương cả mày có biết là tôi thương may không tôi không có cái xe máy như ông hưng tôi không có cục tiền dắt trong lưng quần như thằng dân tôi chỉ biết là tôi thương may người ấy vẫn ngồi trên lưng ngựa tiếng bộ đội vội vã ngắt quãng mặt đỏ lên lời sau cứ dẫm lên chân lời trước mà chui ra như ốt ức như đổ cái nóng vào bụng tôi là thế chứ mày có còn muốn đi học không có chứ mày hãy lên đây ảnh đưa ra đón xe về hà nội mày cứ ở nhà anh khi nào nhập học thì đi học nhanh lên không kịp nữa đâu Trần tôi như chôn chặt xuống tảng đá tôi chưa bao giờ nghĩ mình dám làm cái việc lớn như thế vội đáp lời dứt khoát mày không đi được đâu. Mày chọn nằm chung giường với người bằng tuổi ải sao mày? Vì lấy người ấy, mày sẽ được đi học. Trong đầu mày, không nghĩ ra được cái gì hay hơn thế à? Tiếng bộ đội phong gào lên, vọng vào vách núi, bị gió đánh bật trở lại. Mày về mà lấy người đó đi. Những tiếng ấy làm tim tôi vỡ vồn, rơi lả tả, rồi tắt lìm sao anh không bảo bố mẹ anh lên nhà may tôi cố gào lên trong những tiếng bất lực mỏng nước trần bộ đội thúc mạnh vào hông ngựa vọt đi để lại đằng sau một lớp bụi ngai ngái đêm ấy tiếng khèn lại xé màn xương mà leo lên chín bậc cầu thang tôi gõ mạnh cái đũa cả vào miệng chảo cám chiều tôi đổ hết cám ra bắt nằm mẹ con con lợn đen phải ăn hết. Ăn hết để tôi còn nấu tiếp. Lũ lợn chưa kịp đói, tôi lại đổ thêm. Tôi sợ cả bước chân vào gian buồng bé tí, có cái cửa sổ bằng hai bàn tay, được dán miếng áo mưa trắng. Tử ngấm. Quả cau người ta đem cúng ma nhà rồi. Vào ngủ thôi. Mai về xuôi làm dâu người kinh rồi may à. Không khác được rồi. Tôi như rơi mất vía, không được rồi. Tôi muốn chạy ra mà bảo người ấy. Anh về đi, lạnh thế này, ốm mất thôi. Tôi ngoáy chào cám, gõ vào miệng chào. Tôi chèn một thanh gỗ vào cửa. Tôi mang cả cuộn lanh của êm ra, chẳng ngang dọc. Sợi lanh sổ ra, dối tung. Tôi không dám làm gì nữa. Cái việc trốn nhà đi, khó hơn tìm sợi tóc rụng dưới đáy vực sâu gộc củi đỏ lử khắc khoải bỏ quanh dưới trào cám đang sủng sục sôi tôi như người què đứng dưới chân ngọn núi cao tiếng khóc tôi vỡ ra như mỏ nước vừa được khai thông đến gần sáng tiếng khèn ấy mới chịu rời đi sáng sương mù đeo vòng bạc quanh cổ núi êm đã dậy từ lúc nào tôi lại ngồi bó gối nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ những người hờ mông người giao từ trên bú bầu xuống chợ phiên đi qua hông nhà tôi cái tin em tôi sắp có cháu ngoài chạy nhanh hơn cây nắng buổi sáng ông chú bà thím sang nhà tôi chuẩn bị mời mo về giữ vía cho đứa bé trong bụng tôi được khỏe mạnh một sợi chỉ được buộc vào cổ tay sau khi thực hiện lễ cúng vía sáng mùa đông cuối năm trên bàn thịt sấy đã thơm sực trên xà gióng rượu chảy tí tách đầy các chum sành hương men lá ngọt dịu thơm phức chánh choáng mùa xuân đang leo những con dốc cuối cùng để về trên bàn tôi những đứa gái hờ mông má hồng như hai trái đào căng mọng trên bú bầu gùi theo cái nắng đầy lù cờ từ chợ phiên về bàn tôi như nghe thấy những nụ ban đang khẽ cửa mình làm rơi những giọt sưng mập ú đậu trên những chồi non chưa kịp nhú để ngày mai hòa sẽ nở bung trên khắp những dãy núi tràn ngập sắc xuân ở bàn tôi đêm thứ ba tôi được ngủ với em bàn của tôi thanh bình quá đỗi ánh trăng khuya lạnh ngắt chảy lênh láng vào sát mé sân trăng càng sáng trời càng lạnh những con côn trùng lười biếng nằm cuộn trong lòng ấm áp của chồng nó mà bớt gì ra. Em cho thêm gốc cùi chắc vào bếp, ngọn lửa khắc khoải bỏ quanh trào cám đang sùng sục sôi. Bữa tối có rêu suối nấu canh với nước thịt gà, con gà bị thịt khi chưa mò gọi vía, món mà tôi thích mê. Rêu được êm tôi lên đầu suối trường không vớt lúc chiều, đám rêu xanh mướt mọc trên những tảng đá đầu nguồn người lấy rêu phải đứng dưới dòng để tránh nước bị đục, làm bẩn rêu. Nhẹ nhàng xếp vào chiếc lá to đặt trên rồ. Những nắm rêu xanh mướt như nhung được đem ra chỗ nước trong, giặt thật sạch cát và đất, nắm lại thành những nắm tròn, rồi mang về rửa lại lần nữa mới sắt ra nấu canh với nước luộc gà. Cho miếng rêu vào miệng, nhai thật chậm, trong cái vị bùi quyện lẫn mùi suối, mùi rừng Rêu ngon nhất là lấy dịp cuối đông và đầu xuân. Từ khi rêu mọc, chỉ có 4 năm ngày để lấy. Để lâu, rêu già sẽ không ăn được. Em ướp mắc khén, thảo quả, một chút muối, rồi bọc rêu vào lá rong, khéo léo nướng trong lớp cho nóng. Mùi thơm của gia vị, mùi lá rong, mùi thanh nhẹ của rêu, khiến người khó tính nhất cũng phải ăn thật chậm mà ưng cái bụng. Những món dân giá của em khiến tôi như bị bỏ bùa mê trong một cảm xúc ngọt lìm. Tuy nghèo khó, nhưng ấm áp vô cùng. Trên xà gióng, những cung nếp lên màu nâu óng, bà nội và em sẽ không phải lo cay ăn đến mùa cắt nếp nương. Những bắp ngô tròn lằn, chắc nịch như bắp chân đứa gái 18, cũng được vắt đầy trên xà gióng, đủ cho lũ lợn đen ăn đến lúc thu ngô mới tôi kể cho em nghe về bu tôi kể rằng bu con rất thương con bà nội và em đừng lo lắng con không biết cha hạt ngô giỏi như đứa gái bàn nhưng con biết lý lẽ đấy em tôi cười tiếng cười trong vắt vỡ ra giữa hai hàm răng đều như bắp nếp đầu mùa tiếng cười của em khiến bao nhiêu phiền muộn trong tôi cũng vơi đi quá nửa sáng Nắng sớm tè tởn chạm lên cánh hoa lê trắng muốt đầu hòn đá to, lả lơi rớt xuống đám cỏ mé vườn, quảng tay ôm gốc chám già dưới chân cầu thang, đèm ngô tái vàng khắp các triền núi. Tôi ngẩn ngơ tận hưởng cảm giác thân quen, bình dị mà an yên, như cái vía đang đầy ấp quanh mình, làm cơ thể khoan khoái và khỏe khoắn. Sách ống lên suối lấy nước, tôi muốn đi một mình thả chân trần men theo con đường xiên qua một hàng trò trì tiếng lá vỡ rồm rộp díu rít trong nắng là rất nhiều cặp vợ chồng nhà chim kéo nhau về làm tổ gần người tiếng chim nộc thua lanh lành làm con người thư thái nhưng trên ngọn cây cao kia có một cặp nộc thua không phải đang hót mà đang trí chóe chẳng biết tại sao chúng phải to tiếng với nhau có lẽ cãi nhau vì chỗ xây tổ hay chim mái đang cằn nhằn chồng nó vì tối qua đi chơi mãi khuya mới về đấy chồng dù không thương nhưng có phải nói bỏ là bỏ được đâu lạ thế chứ tôi lấy nước về đến nửa đường thì êm ra đón ai cho mày đi một mình ra suối cái đứa này cái chân biết đi mà cái miệng không biết xin phép người lớn từ lúc nào thế may. Em vừa đón ống nước từ vai tôi vừa nói. Tôi cười, im lặng đi sau em. dáng em tất tưởi đi, váy dập dềnh như một đóa hoa đang trôi. Tôi lại nhớ cái dáng vừa đi vừa lao đầu về phía trước của bu tôi. Chắc bu đang bận thu vạt mùi ở bên bồi bờ sông La Tiến. Bận cách nắm hạt cải để giống Bận vứt bèo nấu cám lợn. Bận sửa lại cái quần láng đen rộng thùng thình để tôi còn mặc khi bụng to. Kể tôi phụng phỉu, Bù vẫn cần mẫn khâu mỗi tối. Bận cả trăm mấy luống hoa tóc tiên tôi mới trồng dọc lối vào nhà. Bận thế, không biết bù có nhớ tôi không? Bận thế, không biết bù có nhớ ăn đúng bữa không? Bận thế, bù có còn thời gian sang nhà bà tới mà hỉ hà còn cái mày nhà tôi Chá ngén ngầm gì sắt Còn cái mày nhà tôi Có lớn mà chữa có khôn Cháu nó có nói gì lỡ lời Thì bà mấy các anh chị bảo tôi Để tôi dạy cháu Đừng mắng mà tội nó nhớ Tôi thấy tim nhoi nhói Như bị gai táo đâm Lấy nước về Em và tôi sang nhà chú Ninh Chú Ninh là em trai út của ải tôi Mới đi cải tạo về Trước mặt tôi là người đàn ông phong độ Gọn gàng Khác hoàn toàn với chú của tôi 3 năm trước Chị dâu à Em bỏ được thuốc viện rồi Tối em sang xin phép ma nhà Nói với ai Cái bụng em giờ ghét nó rồi Chị phải tin em nhé Chị dâu Em tôi khẽ cười gật đầu Chú bị cây thuốc viện Nói lời ngọt như mật con ong rừng Chú nghiện nó đã 10 năm. Cái tẩu thuốc bé bằng con rắn xanh mà nuốt cả mấy con trâu, nuốt mấy nương ngô. Khi sắp nuốt cả người thì ải tôi báo công an bắt chú. Chú đã cai ở nhà, đếm trên 10 ngón tay không hết mà vẫn chẳng cai được. Năm tôi học lớp 12, nhà chú không còn gì để bán nữa. Thì thím ôm con bé út mới được 3 tuổi, bỏ vào nương ngô ở luôn trong ấy hai đứa gái lớn đã lấy chồng trên mãi mường cai. Thím nói khi nào chú cai được thuốc viện thì mới về sống cùng. Chiều năm ấy khi em tôi vừa bước chân xuống sàn thì thấy chú nằm ngay chân cầu thang. Em tôi như đi không vững, ai à, tôi lạnh lùng bỏ đi chỗ khác. Em lấy khăn lau sạch mặt chú, lấy mấy viên thuốc rắc trên mái nhà, nói tôi lấy nước em cho tất cả số thuốc mà bà nội tôi vẫn gọi là cái hạt xanh đỏ vào miệng chú ăn thuốc này đi tốt đấy y tá ngoài xã cấp cho đấy ăn hết đi chẳng biết vì ăn được thuốc tốt hay sợ ải tôi mà một lúc chú liêu siêu đứng dậy tự về nhà tôi sợ chú ngã nên chạy theo về nhà chú quanh năm không đóng cửa mà làm gì có cửa mà đóng còn gà mái quang quác bay từ trong nhà ra ngoài. Ải báo lính biên phòng. Lính biên phòng báo công an, đến bắt chú đi. Công an khám trong nhà còn có thuốc chú cất trong túi áo sách, vắt trên thành giường bằng che vẹo vọ. Chú vùng vằng. Tao không nghiện đầu lô, chúng mày bắt nhầm người rồi. Anh không những nghiện mà còn tàng trữ trái phép ma túy trong nhà. Bắt thì bắt, tao chẳng sợ tự nhiên con người nấu cơm cho ăn, xây nhà cho ở, tao cứ ở cả đời trong ấy càng tốt. mấy chú công an lắc đầu ngán ngẩm, chú bảo để tao viết thư cho vợ tao về trong nhà đã. ông định dở trò hả? công an không tin dân, không mở tay cho tao viết thư cho vợ tao, thì tao cắn cây lưỡi tao về với trời. công an mày cũng đi tù thôi mà tay chú được mở khóa chú ngồi viết nhưng chú có được học đâu mà biết viết chú công an đưa giấy bút cho tôi chú ninh đọc tôi viết gửi cái đứa vợ hư không có cái bụng thương chồng công an bắt tao đi cai cái thuốc phiện mày phải bế con về nhà lần này tao đi khi nào cái bụng hết nhớ thuốc tao mới về Mày đợi tao về nhé. Cái tay đừng nghe khen lá của thằng trai lạ. Tao sẽ về sớm đấy Chú tôi không giúp việc gì cho thím. Bán hết dê. Bán cả nương ngô non khi bắp còn chưa lên hạt. Mà chú còn bảo thím là con đàn bà hư. Chú lạ thế chứ. Lần chú bị bắt đi cai nghiện đã ba năm. Thời gian trôi qua nhanh như con hoáng chạy trong rừng chú tôi về khỏe mạnh và khác hẳn. con bé đã sáu tuổi ngơ ngác nhìn ải. dường như sợi dây máu mụ đã đẩy nó vào lòng ải nó. mặt nó vẫn ngơ ngác nhưng đầu nếp sát vào vầng ngực của ải nó như tìm kiếm một sự che chở vững chắc. thím nói: ải con mì nghỉ đi, em đồ chỗ xôi mới, tối mời em sang, em chắc vui cái bụng lắm. thím nói những lời nghẹn nghẹn mọng nước Tôi không biết được Bao nhiêu nước mắt của thím Đã chảy đầm đìa trong đêm Trong căn nhà bé Như cây chuồng dê của chú Nắng chiều heo heo leo lên vách Chậm chạm Tôi ước Ngày mai thím tôi sẽ được cười Chiều Em tôi mời chú thím sang nhà tôi Vì trời lạnh Em sợ bà nội sang nhà chú về trời lạnh Ngủ bên ấy thì làm gì có chỗ nào ngủ đâu. Tôi thấy ánh mắt êm tôi nhìn thím tới tận cùng cái thương. Chú nắm lấy tay bà nội, nhìn đăm đăm vào đôi tay gầy như rễ cây si mọc trên mỏm đá. Bên khóe mắt, giọt nước đùng đục, to tròn, vỡ ra. Trời khô thì chỗ nào cũng như nhau. Trời mưa nước mới chảy từ cao xuống thấp. Bà nội ôm lấy lưng chú tôi mà vỗ nhẹ nhẹ. Mây chiều bồng bềnh vắt ngang những dãy núi, tơ nõn như vòng tay trẻ thơ. Nhẹ tới mức, nhìn những lọn mây ấy, tôi phải nén lại. Chỉ sợ bất giác thờ dài, những yêu thương ấy sẽ bay đi mất. Tôi nhìn bà tôi, em tôi, thím tôi, thấy long lành những đôi mắt biết cười. Cây gió xe sắt không kịp làm ai hờn dỗi đã mang về ngập sắc xuân trong gian nhà nhỏ của tôi. Sương chờ mình, trăng linh lắng cuốn theo khí lạnh thốc lên cầu thang, tràn vào căn buồng nhỏ bé xíu của tôi. Ngày thứ tư, tôi được ở bên gia đình nhỏ của mình. Một ngày mai nữa, tôi sẽ lại về quê với Bu. Bà nội biết tôi sắp về nhà chồng thì dặn dò tôi rất nhiều trong bữa ăn. Mẹ con, bà cháu cuốn quýt mấy ngày tiếng cười chặt cả nhà. Bà cứ nắm chặt đôi tay gầy của tôi mà xoa xoa. Không được cãi người già. Không được ngủ dậy sau người già. Không ừng cây bụng thì cũng phải cười. Cai đầu nghĩ không tốt là tự mở cửa cho con rắn độc chui vào bụng mình. Mày làm vậy là không tốt bao nhiêu rồi, may à. Con biết nghe lời mà Con lớn rồi Em nhìn tôi Mày à Bỏ cái lời êm giá vào cái đầu mày đi Những lời người lớn nói Không bao giờ làm chật trội cái đầu mày đâu Tối nay Người tôi mệt như cái cây nhổ đứt rễ rồi đem trồng lại. Tôi xin bà và em đi nằm trước. Trăng và Sương vẫn quấn vào nhau tưới lên ngọn cây chám già lênh láng xuống cả nửa sân. Thương nhau thì mở cửa, chẳng cần đèn tìm tay nhau. Bước chân mềm hơn gió, rượu chẳng làm người say. Tìm tôi nhói lên một cảm giác kỳ lạ, như xót xa, như cố chấp. Cái người này lạ thế chứ. Lúc chiều tôi đi từ nhà chú Ninh về thì gặp người ấy. May à, cơm người kinh không ngon à sao gầy mãi mà không chịu lớn thế tôi cứ im lặng mà đi khi còn một con dốc nữa là đến nhà thì người ấy nắm lấy tay tôi mà kéo lại mày nói cho tôi nghe mày khổ lắm đúng không mày đã hối hận chưa tôi không khổ tôi không hối hận tôi đã nói là không khổ đâu anh đi tìm người có học mà lấy làm vợ đi tôi nhớ lại lần cuối khi gặp anh phong ngoài bờ suối đã cố hét lên rằng sao anh không bảo bố mẹ lên nhà may anh không nói gì chỉ thúc mạnh chân vào hông con ngựa mà vọt qua tôi hôm nay anh còn nói tôi có hối hận không con người anh lạ thế chứ tôi làm ma nhà người kinh rồi tôi không được hối hận may sao gầy thế này sao lại gầy thế này được chứ bụng tôi như ai mang muối vào mà sát trong đấy. Tôi cứ lầm lũi bước trong cái im lặng như muốn vỡ ra. Tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi, chứ không nói ra. Trời lạnh thế này, ốm mất thôi. chẳng vẫn quấn vào xương mà chảy tràn khắp sân. Ây già, cái thằng trai này, làm thế này không nên rồi. Em thở dài đặt tay khe khẽ lên bụng tôi. Lâu lắm, tiếng khèn ấy mới chịu rời đi. Tôi nhẹ nhàng trở dậy, xuống cầu thang đến cuối vườn. Cái hố giữa vạt cỏ tôi đã đào từ chiều. Tôi ngồi xuống, ghé vào miệng hố mà nói những lời không nên để người khác nghe. Mày không thương anh Phong. Mày không nhớ anh Phong cây đầu may không được nghĩ những điều mà người đàn bà ở bàn này chưa bao giờ được phép nghĩ đêm xoay tít tôi òa lên nước nở giữa đêm những lời nhớ lời thương và cả những giọt nước mắt tôi vứt xuống tận đáy cái hố sâu này rồi tôi cẩn thận lấp đầy đất đến miệng hố rồi quay vào nhà tôi giật mình khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của em tiếng thở nhẹ như cố nén lại Tôi im lặng, đặt tay vào bụng và suýt reo lên. Hình như vừa có một sự chuyển động rất khẽ trong cơ thể tôi. Sáng, sương đeo vòng bạc quanh cổ núi. Tôi bị êm cấm không cho ra dưới lấy nước nữa. Mai tôi về với bu. Em đang đào sôi trong chỗ gỗ thơm phức. Gói một gói to để tôi mang sang cho nhà chứng ninh. Tôi thích đi trên con đường gỗ ghề sống châu Tôi bước khẽ từng bước. Tôi nhớ con nhện ở buồng của tôi dưới nhà chồng. Bọc trứng của nó không biết đã nở con chưa. Nắng sớm bồi hồi chạm vào nụ lê đang e ấp nở. Phả hơi xuân đồng nàn trên khắp các dãy núi trong buổi sớm tinh khôi. Tôi thấy chú đang trẻ cùi, thím dậy đám cỏ để gieo hạt cải nương. Đàn gà mẹ con lích tích, còn mì chạy chân trần quanh đó tôi thấy má thím hồng lên. Người trong bàn tôi thương nhau như những đốt ngón tay. Chú về, mọi người trong bàn cùng đến. Đàn ông sửa lại mái nhà rột, đàn bà mang cho cây nồi, cho bát nếp nương, cho con gà. Người già mang cho chú lời hay, ấm áp quanh bếp lửa. Tôi đặt gói xôi lên cây tràn cũ. Thím nhìn chú rồi lại nhìn tôi. Thím cười, nụ cười như cánh ban nở sớm Lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười của thím. Chú tôi ngày trẻ, đi cùng mấy người trong bàn, làm thuê cho chủ thầu người kinh, cái đường to liên tỉnh, liên huyện. Đường càng xa, chú càng ít về bàn. Gặp thím trong một lần chú được ông chủ thầu người kinh, cho đi liên hoan cùng trong bàn nậm nang. Em hèm, thưa các anh, hôm nay bản em được hân hạnh tiếp đón các anh. Bản em có rượu men lá, gà chạy đồi ư ừ, hự xin được mời nâng lên em hèm xin được mời mỗi mâm còn có một cô gái trẻ trong bàn tay xót xót rượu miệng cười tươi mắt liếc nhìn váy thơm ngát hương rừng à em thì không được nói khéo em xấu xí các anh không chê ư ừ, hự em xin được uống cạn trước cạch khẽ cười khẽ ực ừ khẽ Người chứ có phải đá đâu mà từ chối được Có ưng bụng cho tôi lấy làm vợ không? Nếu ưng, tôi cho tiền nhiều về mời mo làm ma khô cho ai 15 tuổi, biết đỏ mặt, biết uống rượu là biết làm vợ rồi Thím tôi gật đầu Ông bà nội phải bán trâu bán ngựa và nhiều dê Mới đưa được thím về làm dâu cưới được thím rồi, chú không đi làm theo người kinh nữa. Thím đẹp, nhưng mặt lúc nào cũng buồn như cái cây khô đang cháy bị rội nước. Sáng hôm sau ngày đầu tiên chú có vợ, chú đá cái an gỗ huỳnh huỳnh. Mày làm con vợ ngoan đi, mày không phải đi lấy nước, không phải tra hạt ngô, không phải lên núi đuổi đàn dê. Tôi làm hết, Mày cứ nằm im như cây gỗ dưới suối thế Thì mày còn đồng ý lấy tôi làm gì Mày nằm mà tôi phải lật mày như hòn đá núi Tôi làm thằng chồng mà phải cướp yêu con vợ của mình Mày không phải con vợ ngoan Thím vẫn lầm lũi làm mọi việc Đêm, chú vẫn phải vần thím như vần cái cây gỗ nằm im dưới suối Như vần hòn đá nặng ngược dốc Một chiều, khi ông mặt trời đỏ như máu khuất sau dãy núi, chú lồi thím và một người đàn ông lạ về trước sân nhà. Thím tôi mắt loang loáng ướt, hai tay ôm chân chú mà khóc. Chú trói người đàn ông lạ vào gốc chám dưới chân cầu thang, tuột phăng cái quần ra, đổ một ống mật ong rừng vào giữa hai chân người ấy. mắt chú như con dao chọc tiết lợn. Thím vẫn ôm chân chú mà khóc. người lạ kia bị trói vào gốc chám mặt cúi khầm, tóc bù xù, im lặng. Đàn kiến lửa người thấy hơi mật, bắt đầu bò ngang dọc. Người đàn ông lạ, ban đầu chỉ ngó ngoáy khe khẽ. Sau một lúc thì mặt đỏ lên, một lúc lâu nữa thì kêu gào. Rồi cuối cùng là van xin. Mày chặt cái chân tao đi. Cái chân mày không làm gì nên tội. Tao không chặt được. Mày chặt cái tay tao đi. Cái tay mày không có tội mà. Cái nào gây lên tội, tao phạt cái đó thôi. Đàn kiến từ cây chám bò xuống mỗi lúc một đông. Đàn kiến dưới đất bò lên còn đông hơn. Hai đàn tranh nhau, rẻ chừng nhau. Những con kiến tướng to nhất đàn cũng bỏ tổ bò lên, bò xuống, tìm cái ngọt của mật mà tranh giành, trí chóe, loạn xạ. Chẳng để ý gì đến xung quanh. Đau quá. Tiếng van vỉ của người ấy khiến thím tôi dám đặt con dao ngang cổ mà hét lên. Mày không thả người này ra, tao không làm ma nhà mày nữa. Chú sợ thím làm cái việc mà xưa nay là điều cấm kỵ trong dòng tộc, trong bàn. Không được rồi, thím dám làm thế, chú sẽ mất vợ đấy. Bao nhiêu con dê, cả trâu, cả tiền dành dụm nhiều năm mới đổi được thím về, Chú cười chói cho người đàn ông lạ, bắt thím hứa sẽ làm con vợ ngoan. Thím gật đầu lia lịa, người kia được thả ra với lời hứa không bao giờ được gặp lại thím nữa. Người đàn ông lạ kia là người yêu của thím, yêu thím, thương thím, nhưng người ấy không có ai. Người ấy được sinh ra từ người êm như một cái máng lợn bỏ hoang nên nhà thím không cho lấy. Nhà thím nghèo Ải thím cũng chết hơn một năm Không có tiền làm ma tươi Lúc lấy chú Có tiền Nhà thím mới làm ma khô cho ải Sau ngày ấy Thím làm người vợ ngoan Nhưng cả ngày vẫn cúi mặt Không cười với chú Cuộc sống của thím không bình yên Khi chú bị cây anh túc dỗ lời ngọt Chú cai nhiều lần Nhưng lần nào cũng tái nghiện Sau bao nhiêu năm tôi mới thấy chú và thím cùng cười. Cây mận cuối vườn sắc lấm tấm những nụ nõn trắng tinh trên cành khẳng khiêu. Nắng dì dà đổ mật, gọi những chồi non đang cựa mình thức giấc. Chú nghỉ tay bổ củi, tôi chào chú để sáng mai về lại nhà chồng. Chú nói mai đưa tôi xuống bến xe. Tối, êm tôi gói cẩn thận gạo nếp, thịt sấy để mai tôi mang theo về nhà chồng bà nội lại dặn dò. May à, không được tự mình vần hòn đá to, ngăn cách mọi người. Mày phải ăn lời người lớn. Người lớn chỉ muốn tốt cho mày. Chỉ có lười mới chết, chứ làm việc không chết được. Cây ngạch chắn cửa buồng tôi đã bung ra. Cây vạch còn sót lại vẫn in dấu thời gian bóng trăng rơi xuống đúng chỗ đó, nằm yên bên tôi, dịu dàng. Đêm nay không nghe tiếng khèn nữa. Ngày mai, tôi sẽ mang cả hương rừng về với bu. Những khóm tóc tiên tôi trồng dọc hai bên ngõ, chắc đã bén dễ. Sương đêm trở mình, trăng gió từng luồng hơi lạnh qua cửa, tràn vào buồng. Sáng mai tôi trở về với bu, Chồng tôi không lên đón, tôi sẽ tự về. Em nén tiếng thở dài, lo lắng hỏi tôi. Mày đi một mình có được không mày? Cái đường về nhà chồng xa quá. Con đi xe em à, con lớn rồi mà. Con có thể đi xa hơn thế nữa, mà không cần ai phải đi cùng đâu. Em đừng lo nhé. Mày lên một mình lại về một mình. Mày nói em chồng mày thương mày. Lời nói ấy có thật không mày? Thật đấy, con nói thật mà. Thế sao chồng mày không lên đón đứa vợ nó? Thế mà gọi là thương à? Chồng con bận đi làm mà. À à bận đi làm quan trọng hơn thương con vợ hơn thương đứa con trong bụng mày thế có bận được không mày sắp thành người có cái bụng không tốt rồi may à tôi im lặng quay vào trong giỏi nước mắt lặng lẽ bò ra vỡ dưới gối cây xót xa trong êm như hực lên giống bước chân con ngựa bị nhốt lâu ngày nhưng em cố nén lại Dồn vào cái ôm ngang người tôi Tôi thầm thì Tối qua còn thấy cái bụng động khẽ em à Đứa con sẽ làm mày khó ở đấy Tôi chẳng thấy thế Hàng ngày tôi theo dõi từng sự chuyển động lạ lẫm diễn ra trong cơ thể mình Với cái tò mò, háo hức và yêu thương Có lẽ tình mẫu tử trong em tôi làm êm quên cả lời vẫn dặn tôi. Nghĩ xấu người khác là tự vần hòn đá ngăn cách mọi người. Tôi quay lại, rụi đầu vào ngực êm mà cố hít hà cái mùi khói, mùi nếp thơm, cả mùi của vạt cỏ đang cháy giờ. Một ấm nóng chui qua áo mỏng, ngấm vào vai tôi vỡ ra, bỏng rát. Ngực êm rung khe khẽ tôi trở dậy đã thấy bà nội và em đang cẩn thận buộc lại cái miệng làn đỏ mà hôm bu tôi đựng quà mang về nhà tôi bước nhanh qua phay cốc xuống sàn dựa lưng vào gốc chám già kể cho nước mắt đuổi nhau bỏ ra tôi tự hỏi bao lâu nữa tôi mới được trở về ngôi nhà nhỏ mà chật trội tiếng cười mấy ngày qua thương cây lê đang bung hoa trắng muốt gồng mình dâng hiến một mùa quả ngọt thương cây chám già cần mẫn gom tiếng chim mỗi mùa xuân để bà nội tôi êm tôi được vui hơn trong cái heo hút của đại ngàn này thương hòn đá to chịu cái lạnh đến mòn cả rêu mà mỗi đêm đưa tiếng khen vụng về vào căn buồng nhỏ bị đẩy ra ngã xuống chín bậc cầu thang vỡ vùn thương con mốc mỗi sáng chỉ cần nghe tiếng nhấc ống nước là hăm hở chạy trước. Cái mũi đen bé xíu, khẽ rung lên vì lành. con đường lên nương mỗi sáng, sườn lập lành trôi ngang mặt người. Em nhắc. May à, thương cái nhà quá à. Thương thì cũng phải về nhà chồng thôi. Không được làm con vợ hư đâu. Nhanh lên, không lát nữa muộn xe chú ninh sang đưa tôi đi tôi ngẩng lên giữa cầu thang mắt em tôi cũng đỏ hoe chú bảo chị dâu à con may lấy được thằng chồng nhiều tiền như nước suối mùa lũ muốn chảy đi đâu mà chẳng được chị dâu lại muốn nó suốt đời nắm đuôi ngựa mà xuống núi à bà tôi cố ép tôi ăn hết nắm sôi cầm tay gầy của tôi mà xoa, mà nói những câu hệt như quy tắc. chỉ có lười mới chết, làm thì không chết được. mày phải biết việc nhà, biết việc ngoài vườn, biết cả cái lý lẽ nữa. bà nội ngồi hơ tay, nước mắt bà tôi như suối mùa cạn. êm quấn lại cái khăn trên cổ tôi, ngồi xuống ngang mặt với bụng tôi. Đứa cháu à, giữ chặt cây vía để được khỏe cây chân, mạnh cái tay, sáng cái mắt, tốt cái bụng. Tôi đi như chạy xuống bậc thang, tiếng khóc như bị nhốt trong cái ống hàng ngày lấy nước, sóc lên thành tiếng, rồi đổ ra trên mảnh sân trải đá xăm lạo xào. Xuống hết con dốc kia là đến nhà người có xe máy chở tôi ra bến xe. Chú xách đồ cho tôi, tôi vẫn im lặng. Chú ngồi xuống bảo. May à, lên đây chú cõng, cái chân mỏi quá mà. Tôi bỗng thèm được ngồi trên lưng chú, như những ngày bé, ải thường cõng mỗi khi tôi ốm. Bà nội tôi, em ải tôi và cả chú tôi vẫn coi tôi là con nhìn, tức là con bé. Tôi đi chậm lại, nhìn những ngôi nhà sàn nhỏ như cây nấm xa dần. Sương vẫn đeo vòng bạc quanh cổ núi. 15 phút nữa xe mới chạy, tôi dục chú về luôn cùng chú xe ôm. Chú bảo, mày lên xe, chú mới về chứ. Cái chân chú quen leo dốc rồi, làm sao để mày ở đây một mình được. Tôi dúi vào tay chú 5.000 đồng chủ vùng mảnh như bị hòn than rơi vào tay. Ây da, cái đứa cháu này, mày gầy thế, phải đề tiền mà ăn nhiều chứ. Chú khỏe, thím mày khỏe, làm ra ngô lúa được mà. Chú cầm cho cháu vui, tiền chồng cháu làm như nước suối mùa lũ thôi. Tôi cố nải nỉ. Không được đâu, cất đi, xe đến rồi đấy. Cho con bé gầy này ngồi cái chỗ tốt nhất nhé. Tôi trả thêm tiền cho mày. Trong bụng nó có đứa cháu của tôi. Nó phải ngồi chỗ tốt đấy. Chú đưa một tờ tiền nhầu nhĩ cho chú lái xe. Tim tôi nghẹn lại. Tôi cúi mặt xuống mà lau giọt nước mắt chưa kịp vỡ ra. Tôi ôm lấy chú, khéo léo cho tờ 5.000 vào cái túi vải chú đeo bên hông. Ánh nắng đã vàng ruộng, chú nắm vai tôi mà lay nhẹ. Tôi cởi khăn quảng cổ đưa cho chú mang về cho thím. Chú cười, tôi cũng cười, nắng cũng lấp loá cười. Xe dừng tại Phú Thọ, tôi dở nắm xôi ra ăn, uống nước và mua mấy quả táo chua để ăn cho bớt mệt. Nắng vẫn chưa tắt hẳn thì tôi về đến quê. Mẹ cười chị đã về đấy như bù tôi là bù tôi thật đấy sao bù biết con về mà ra đón con hôm đi chị bảo mỹ bù một tuần là về sạch nặng thế này bù không ra đón Chứ chắc biết gọi xe về nhà bù lại giống bà nội giống em và giống chú tôi coi tôi như trẻ con lạ thế chứ bù dành sách cây làn, trong đó có gạo nếp, có thịt sấy êm gói cẩn thận, xếp vào từ tối qua. Cả túi quần áo của tôi bù cũng sách, bù đi như chạy mà luôn miệng nói. Đi nhẩn nhà, kẻo ngã thì khốn. Ra đến nơi có xe ôm, bù nói. Ngồi sau bù nhớ, ôm chặt vào bù. Anh xe ôm nói để tôi ngồi giữa, bù lấy tay phủi mông quần xoẹp một cái rồi nói nhác chồng con mắt đáng trăm má lúm đáng chục hàm răng đáng nghìn đây là con dâu tôi đấy nhớ dễ để ngồi áp vào lưng anh anh sẽ ôm cười con dâu bù ôm thì con lấy một nghìn bù ôm là con lấy ba nghìn nhá bố anh tưởng mỗi anh biết lái xẻ phòng Tôi kéo tay bu nói Anh thông cảm cho bu em Tôi ăn muối còn hơn anh ăn cơm Đừng có bỡn với tôi Ngồi sau bu Tôi thấy ấm mùi trầu thuốc Mùi cám say Cả mùi của những nhọc nhằn tần tào Về đến ngõ Còn mốc nhảy lên người tôi mà mừng quính Nó nhờn nhờn chạy lăng xăng Bù từ quát nó Nhờn với chó, chó liếm mặt đây phóng. Vào ngay, bẩn hết áo chị rồi. Bày làm cháu tao đâu, tao gọi lão vạn bán cho người ta giềng mé, mắm tôm thì bó bố. Những khóm tóc tiên đã bén rễ, mầm hồng nở một chùm hoa thơm phức. Tôi nôn nao một cảm giác thân thương đến lạ. Là... Bù hỏi. Chị mệt lắm phỏng, Có quả bưởi hôm qua bu mua gọt ra mà ăn bù chất mải nổi nước lá tí nướng quả bổ kết đổ nửa ra gội đầu nửa pha nước tắm cho nhẹ người biệt chữa bù nấu ủ tí là xong cơm tôi ngồi sát bu bù tôi khẽ khàng đặt tay vào cái bụng vẫn lép kẹp của tôi như sợ đau giống bà cũng mệt phòng tí ăn cơm xong đi ngủ sớm chẳng mệt nhớ Bà tới chắc nghe tiếng bu tôi rồn ràng Thì bế cháu sang Còn cái may đã về hứ Gớm Đi có tuần mà tôi cũng thấy lâu lâu là Bù chị nhớ chị đáo để đấy nhớ Bù tôi ở nhà một mình có hàng xóm Tôi cũng bớt lo hơn Tôi lấy kẹo cho cháu nội bà tới Bù tôi cười nói Còn cái mày nhà tôi Chẳng ngén ngẩm gì sắt nó thương tôi nên cứ khỏe. Bà ngồi đây chơi nhá. Tôi nấu ủ nồi cơm cho con bé tắm táp, xong rồi ăn luôn. Chắc hai mẹ còn đói nấu ra rồi. Sáng tôi mua được mớ tép sông, khò mấy khế khô. Món mà còn cái mày thích ăn đấy. Tôi chơi với cháu bà giới một lúc thì bu giúp tôi gội đầu. Nước lá hương nhu, lá bưởi bu nhặt tử chưa? bù tươi nướng quả bổ kết, vò và chậu nước lá, bỏ bã và lấy gáo dừa, múc từng gáo mà khe khẽ rồi cho tôi gội. Tôi bảo, bù để con gội. Hẳn yền nào, bù gãi cho. Bù gội đầu cho tôi, từng gáo nước hơi nóng bỏng sát, tay bù gãi. Tôi bảo đau mà bù vẫn liên tục hỏi. Đầu phỏng, đầu mới sạch bù coi cái sự chăm sóc tôi như niềm vui hay nhiệm vụ của bù vậy mặc tôi phụng phịu bù vẫn gãi vẫn hỏi nước nguội chửa đầu phỏng đầu mới sạch tôi tắm xong ăn cơm xong bù băm bèo tôi rút rơm nấu cám lợn bù nói vọng vào bếp chửa chồng nón thúng quai thao chồng rồi nón rách quai nào thì quai Giải trở đi. Hễ đi đâu phải ngồi xe ôm. Thì ngồi xa cái bọn hóm ấy ra. Biết chửa. Tôi vừa buồn cười. Vừa thương bu quá. Bu giúp tôi đi ngủ. Tôi cũng mệt. Nên nằm sớm. Tôi nhìn lên cửa sổ tìm con nhện ôm bọc trứng. Không thấy nó đâu cả. Tôi ôm gối gia định xin ngủ với bu. Tối nay. Bù không nhặt đỗ làm tương à? Bù đang áp cái áo bé xíu lên mà hít hà. Mấy cái bao tay, cái mũ nhỏ. Chắc mấy cái quần láng rộng thùng thình, bù đã khâu xong. Nhìn thấy bù, những bất an và hoài nghi về cuộc sống bỗng vơi đi quá nửa. Đã hai tháng, chồng tôi và thầy tôi vẫn chưa ai về. Những cơn gió xe sắt hun hút lúc nửa đêm làm tôi tỉnh giấc một nửa giường tôi nằm vẫn lạnh ngắt. Tôi ngồi dậy nhìn bóng mình đổ dài trên vách. Bên ngoài, bù chở mình khe khẽ. Lúc ở với em thì nhớ bu. Lúc về với bu rồi, tôi lại quay quắt nhớ bà nội, nhớ em. Mầm sống bé bỏng trong tôi đã có những cử động đầu tiên. Tối qua, ngồi ăn cơm, bu nói. Nhẹ đến hai tháng rồi thằng Hưng chưa về nhỉ? Chắc nảy mài thế nào thầy con nhà nó cũng về. Chắc bù cũng mong thầy về. Những ngày chưa có tôi, hàng đêm chắc bù tôi cũng đau đớn khắc khoải thế này. Tôi và chồng không có tình yêu, nhưng cả đêm dài đằng đắng, đêm nọ nối tiếp đêm kia, khiến tôi cũng đau đớn mong chồng. Tiếng mèo gào nửa đêm khiến tôi thức giấc. Hai tiếng gào đau đớn quằn quại quấn vào nhau. Chắc con mèo đực lại cào nhớ máu lưng con mèo cái. Làm cái chuyện vợ chồng mà đau đớn đến nhường ấy, tại sao cứ tự mình dâng hiến để thân mình tơ tướp mà vẫn nhớ như một sự mang ơn? Mồ hôi tôi dịn ra, tiếng mèo vẫn gào thê thiết như xé từng mảng thịt của tôi mà ném vào cái hố tối tăm sâu hun hút không đáy tôi rừng rực nóng chỉ nghe tiếng một con gào thống thiết còn còn lại kêu gừ gừ như vỗ về như dọa dẫm mặc kệ tiếng vỗ về hay dọa dẫm kia còn mèo cái vẫn thét lên nó đau đớn quá hay đang tận hưởng cái thú tần cùng của hoan lạc tôi muốn bị một vết cào giữa lưng tơ tướp máu cây hừng hực xấu xa cứ trồi lên ập xuống bập bồng như nồi cơm sôi chưa kịp mở vung tôi cởi bỏ áo tôi nhớ đến ngày học ở trường nội chú những đêm mùa hè học khuya nóng quá không ngủ được tôi trở dậy ra ngoài có một đêm tôi bàng hoàng thấy trên đám cỏ sát mép rào một bóng người trần trụi hùng hục trên tấm thân trắng lốp 10. Bạn cùng học với tôi, đêm nào cũng trườn ra khỏi giường, hệt như con mèo hoang kia. Khi về, Mười cũng giá rượi, mệt mỏi và đau đớn. Sáng hôm sau, trên đường từ ký túc xá lên lớp, qua bãi cỏ non mịn màng, mắt tôi chạm một tấm ni lon nhơ nhớp, rách một góc, nằm hấp hối sát bờ rào. Tôi cứ để áo trong giường, mà khe khẽ đi ra ngoài. Cuối tháng, trăng quấn vào xương, rắc cái thứ ánh sáng nhờ nhợ xuống sân, sát mé bể nước mưa, một quầng tối. Tôi vụt những gáo nước, vá lên mặt, mặc kệ những giọt tuổi hờn lá trã rơi. Mãi khi cảm nhận được cái lạnh cắt ra của gáo nước lạnh, tôi mới vào buồn. Tiếng mèo đã im lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ Tiếng gáy cuộc nguồn của con gà nhà bà tới làm cái hừng hực trong tôi lãnh loáng trườn theo những cơn gió ngoài cửa sổ. Trời sắp sáng. Tôi dậy thì bu đã đi chợ từ lâu. Một bát cơm nếp bu nấu với lạc phần tôi bữa sáng được úp trong cái rổ trên nóc tràn gỗ. Cám lợn bu tôi cũng xách ra chuồng. Nghe tiếng đồng hai con lợn trồm chân trước lên thành chuồng mà la hét như bị chọc tiết. Tôi thường nó no lạnh nên thường rút rơm, Đồn một ấm nước pha cám cho nó ăn. Lũ gà chưa được thả, chí chóe mổ nhau. Bọn gà con bị xô đẩy kêu liếp nhiếp, gà mẹ lục tục dỗ dành. Con mốc léo đẽo theo tôi từ chuồng lợn ra chuồng gà, kẻ đuôi ngoáy liên tục, mỏi cả mắt. Phải gió cái nhà ông tứ lát chết tiệt này. Tiếng bà tới choe choé Tớ nói thật Hay là mình dọn sang ở một nhà mới tớ cho vui Tối lửa tắt đèn có nhau <laughs> Tiếng bước chân Tiếng cười xôn xao qua ngõ Tiếng ò ò của con bò thong thả giữa đường làng Nắng đang rạch xương rót mật khắp các ngõ Để sưởi ấm xóm tôi Những người nông dân hồn hậu Chồng bà tới mất từ dạo tôi mới về làm dâu Ông tới mất vì bệnh trọng bà tới không đi chợ như bu tôi nhưng tần tảo một nắng hai sương mùa nào thức ấy trên ba xào ruộng khoán của hợp tác xã mọi người quanh xóm đều chất phát thật thà đôn hậu như đồng lúa quê tôi tôi làm xong mọi việc thì nắng đã tràn khắp nơi tôi sang nhà cô hào chơi với con bé nhà cây hoàn còn mốc chạy trước một đoàn lại đứng lại thăm dò xem tôi rẽ lối nào Đường làng tôi được lát gạch nghiêng sạch sẽ. Cứ mỗi đứa gái lấy chồng, lại phải mua 200 viên gạch để lát đường đi. Bù tôi bảo, nhà có điều kiện, có khi người ta nộp cả 500 viên. Còn bé nhà cái Hoàn đã biết hóng chuyện ẩu ơ. Cổ Hảo bận đi làm ngoài đồng. Hoàn thì không được khôn, nhưng biết nói chuyện, biết cả du con. Hình như khi làm mẹ người đàn bà nào cũng bộc lộ hết thiên chức vốn có của mình người thái bản tôi coi việc sinh con của người phụ nữ là một việc lớn trong gia đình đứa trẻ được đón với nhiều nghi lễ ngoài bà đỡ ra còn có một bà đón bà đón hội đủ những điều tốt cái bụng tốt cái tay khéo cái chân khỏe leo nhiều con dốc không mỏi cái miệng hay cười gọi là mẹ học người đầu tiên đón đứa trẻ từ tay bà đỡ. Một cái nong nhỏ được chuẩn bị sẵn, đặt cạnh bếp lửa. Đứa trẻ được đặt vào nong, đầu quay ra ngoài, chân quay vào bếp lửa. Đặt con vào nong này, con nhanh rộng nhanh dài. Sau này lớn, cây chân leo dốc đến già không mỏi, cây lừng cong như cây nong vẫn khỏe. Bà nội là người đọc những điều giáo huấn đứa trẻ khi làm lễ đặt nong trần đưa trẻ quay vào bếp lửa để nhau thai của mẹ mau ra người mẹ đẻ ngồi chứ không được nằm khi đã mẹ tròn con vuông người mẹ là người đầu tiên quấn tá cho con để tình mẫu tử gắn bó vừa ôm con vừa hát cho con nghe năm ngày thì người mẹ được làm lễ rời bếp lửa một mâm lễ nhỏ đặt ngay cạnh bếp cầu thần bếp phù hộ cho con tôi ngủ ngon lớn nhanh nửa tháng đứa trẻ được mo cúng vía điệu vía võng lễ gồm xôi trứng gà luộc bóc vỏ và cá suối kẹp que tre nướng dây võng chắc dù con ngủ ngon dây điệu êm cho con ngoan trên lưng êm lễ cúng ma nhà được mo làm khi đứa trẻ một tháng tuổi lễ cúng gồm một con lợn luộc xôi và cơm lam ba mươi ma nhà lớn bảy mươi ma nhà chung các ma chú ma thím cả ma không chân không tay không đầu mà lớn mà chưa biết khóc biết đi gọi nhau đến để cùng ăn con lợn to ăn sôi dẻo vì những ngày qua tiếng khóc làm kinh đồng ma nhà còn dâu tôi người không sạch làm ma nhà buồn cũng cho đứa con của tôi ngoan cho con của tôi khỏe. Lễ cúng vía cho trẻ được mo làm khi đứa trẻ 3 tháng, gọi là lễ khuân nội. Lễ gồm có xôi, trứng gà luộc bóc vỏ và cá nướng. Ông bà ngoại của đứa trẻ sẽ chuẩn bị vòng bạc, điệu cho cháu của mình. Lễ đặt tên được mo cúng vào lúc này. Xin một cái tên không ốm, một cái tên con ma rừng không nghe. Còn ma đường không biết. Cái tên dùng để gọi sau này cúng cơm, gọi là chư một. Hoàn nhận ra tôi thì cười, ôm khư khư con bé. Cô Hảo đã không cho người ta nuôi. Trong nhà có tiếng chè mọi người lớn như gắn kết nhau hơn. Bà ngoại đi đâu cũng có khi vơ vội nắm xài đất tắm cho con bé. Ông trước khi ra đồng cũng phải vứt cái cuốc ngoài sân mà chạy vào ngó con chó con một lúc rồi mới đi. Thêm một đứa trẻ, căn nhà rộn rã tiếng cười. Cô Hoàn gặp bù tôi ở đâu là mau mắn. Ghét lắm cơ bà ạ, cứ ăn no là lăn ra ngủ như con lợn con bà ạ. Bữa này cái miệng hóng chuyện nhiều bà ạ. Bù tôi, khi thì cho mớ tôm mùa của người đánh dưới sông lên bán buổi sớm, khi vài quả trứng gà bù vẫn nói sởi lởi trời cởi cho tôi và con mốc về nhà giặt xong quần áo của hai bu con thì bu về hôm nay bu đưa cho tôi một nắm kẹo vừng bọc trong lá chuối khô tôi bảo con lớn rồi bu đừng mua quà nữa bù ngừng nhai trầu nhìn con mốc chứ chẳng nhìn tôi mà nói gớm chửa nhớn mà ngày nào bu đi về chị cũng già vạch thúng tìm quà. Lần nào bu cũng sẵn. Cất đi, nhạt ăn đủ hai lượt sới rồi hắn ăn nhớ. Chiều, sỏ kìm cho bu. Sỏ mấy cái dài để bù khẩu hết, đỡ phải gọi chị. Bu lại khâu quần láng cho con đấy à, con không mặc đâu, kệ bu, con không sỏ kim đâu. Bố chị, Tôi khẩu tã khẩu áo cho cháu tôi, chẳng không kịp. Bù trải chiếu ra. Cái áo của con tôi, bù cũng khâu từ vài áo nâu cũ của bù. Như biết tôi tuổi thân, bù nói. Còn trẻ phải mặc áo cũ mới mau nhớn. Sau này mặc đồ mới biết giữ không nhanh rách. Còn trẻ mặc áo mới vải cứng cọ vào da non lại đau biết chưa bù vừa xin được mớ tã cũ mình dùng lại để lấy vía con khỏe dễ nuôi bù khối vải đẹp nhớ sau này hết cữ rồi bu đền biết chưa thấy tôi vẫn phụng phỉu bù nhăn mặt lườm tôi bù nói phải nghe biết chưa không nghe thì tôi có bao giờ dám cãi đâu. Bù cắt áo cũ ra, sao bù không mua thứ gì mới cho con tôi? Bù lạ thế chứ? Bù không cho tôi vớt bèo, không cho tôi xách nước. Bù chỉ cho quét nhà, quét sân và nấu cơm. Bù không cho ngồi xổm, không cho ngồi trước cửa nhà. Quét nhà xong, không được dựng trổi ngược lên. Tối, Bù vừa ăn cơm vừa kể tôi nghe chuyện tại sao dân làng gọi hổ là ông ba mươi. Ăn xong, tôi rửa bát, bù lại lựa đỗ làm tương. Bù bắt tôi đi nằm sớm. Tôi mon men định xin bu cho ngủ cùng, nhưng bu cứ khua đỗ lạo xạo trong mệt. Tôi lại vào giường một mình. Tôi sợ cảm giác nhìn cái giường rộng mãi ra. Tôi đang nằm nghe, thằng chồng con sạch thùng kêu dỗ con vợ nó xuống dưới gần nền nhà để xem có con côn trùng nào lớ sớ bò ra không con vợ nó nằm sát mái nhà mà cái chồng nhem nhèm chả xuống xuống ấy tí nữa lại leo lên nhọc lắm anh tự nằm đấy mà dình em ngủ nhớ thằng thạch sùng chồng bất lực với con vợ hư nó không gọi nữa cần mẫn bò dài dọc mép tường mà dình tiếng u mừng rỡ Mày ơi, thằng Hưng về. Hưng, sao về muộn mấy? Ăn uống gì chưa? Tôi ăn rồi. Chồng tôi trả lời bu và ngồi xuống cạnh bàn. Tôi mặc kệ con sạch thùng chạy ra ngoài. Anh có ăn gì không em nấu? Không, tôi ăn rồi. Bu tôi nhìn chồng tôi. Chồng người ngon ngọt yêu thương. Chồng chị thô thiện giống phường lưu manh. Tôi kéo tay bu Bu chẳng im Bu còn chẹp miệng Hoài hời mà đấm bị bông Đấm được bên nọ Nó phòng bên kia Rồi bu chất vấn Còn cái mày Nó không tốt chỗ nào Mà mỗi lần anh về Là mặt chấm dầm như đấm có thóc thế hứ Bố dòng lấy được gái tơ Đêm nằm mê mẩn như mơ thấy vàng anh về, anh bảo tôi mới thầy anh. Lên nhà người ta hỏi cưới cho anh. Giờ anh không yêu, cũng phải thương lấy con bé. Anh là cứ chết với tôi. Ô hay chưa? Tôi đã nói câu nào mà bu nói như tát nước thế? Ấy là tôi cứ nói thế ấy. Tôi vào giường nằm. Hai vợ chồng con sạch thùng đã về ôm nhau ngủ từ lúc nào. Tôi quay vào trong nghe tiếng bước chân chồng tôi đi vào. Ra ngoài, bu tôi đã đi nằm. Con mèo được đêm qua lại gào lên những tiếng thê thiết. Tôi nằm nép vào gần cửa sổ. Dù không muốn, nhưng tim tôi vẫn như nhảy khỏi lồng ngực. Chồng tôi vẫn chưa biết, chồng tôi đang có một mầm sống. Tôi nói để được anh nhẹ nhàng yêu thương, hay không nói để hướng vài vết xước nhớ máu trên da thịt. Đau đớn để có thể giết chết đi cái hừng hực mỗi đêm. Chồng tôi ngồi xuống cạnh giường, gõ nhẹ nhẹ xuống mặt đệm hỏi. Ngủ rồi à? Em chưa ngủ, anh về được lâu không? Bao giờ anh đi? Em xuống chơi, mang thịt sấy xuống cho à. Chồng tôi không trả lời mà hỏi lại tôi. Bù cho em về chơi với em một tuần, em mới về chiều hôm qua có gặp thằng phong không em có gặp một lần thôi nhưng em không nói gì đâu à ừ gặp nhau rồi cần gì phải nói nói nhiều làm gì anh à em về làm dâu của bu về làm ma nhà anh rồi cả đời này là ma nhà anh thôi cái chén sáng xuống đất vỡ tung tóe tôi ngồi dậy trong ánh sáng lờ mờ tôi vẫn thấy mắt chồng tôi quắc lên những vằn như máu đỏ lửng nó có còn dụ dỗ cô bỏ tôi để nó cho đi học đại học không? Học đại học để thành cô giáo. Mà cô giáo cắm bản này, chỉ có đói dã học ra. Chồng tôi rít lên như con thú hoang cào móng vào căn buồng nhỏ tối đen như vừa đổ lọ mực. Tôi cắn răng lại, mà cố kìm dòng nước mắt. Chẳng hiểu sao, tôi trở nên lì lợm, không còn sợ, mà muốn hét toáng lên. Ba năm về làm vợ anh, có ngày nào tôi được hạnh phúc chưa anh hứa cho mày đi học tiếp anh cũng quên anh nói cho mày đi cùng vì công việc của anh cần những người có học như mày anh hứa với em ai sẽ thương mày đến khi dòng sông má càn khi núi không còn đá nữa anh không thương tại sao anh làm như vậy với mày tiếng người lớn dặn dò vang trong đầu tôi mày à lúc thằng chồng mày nóng như lửa đốt nương giữa trưa nắng thì không được cãi. Khi nào nó hiền như con bìm bịp sáng mùa đông thì nói. Cãi chồng là tự mình mở cửa cho con rắn độc chui vào bụng mình. Nói thế thì biết thế thôi. Không cãi, cũng không muốn cãi. Tôi muốn một người chồng như ai tôi, khi giận quá cũng không nói ra. Buồn hay giận cũng cố giấu đi, không bao giờ muốn đổ cái giận vào lòng người khác nhất là người đó lại là êm tôi người trên bàn bảo chồng con may tiền nhiều như nước suối chiềng không mùa lũ biết bao người cần đến tiền người ta cần đến tiền thì người ta đi làm thuê cho chồng tôi làm thuê thì sợ chủ tôi không phải người làm thuê cho chồng tôi tôi cũng chẳng cần tiền của chồng nên tôi không sợ nhiều lần chở tôi ngồi sau xe máy đi qua chỗ anh phong đang dắt ngựa chở thực phẩm về cho đồn biên phòng chồng tôi bóc còi inh ỏi rồi vèo qua mặt anh phong đỏ gay mắt anh vằn lên ném vào tôi cái nhìn nửa như trách móc nửa như hờn giận. lúc ấy không còn là anh phong bộ đội biên phòng hay nói với tôi những lời dịu dàng nữa chồng tôi vẫn nói những lời không hay tôi vẫn nằm im tôi đang nghĩ đến anh phong chính chồng tôi muốn thế một người chồng muốn con vợ chỉ là của mình nhưng hàng đêm lại quên con vợ đang nằm bên cạnh mình như thế là tự tay chồng cái mầm đen trong đầu con vợ mình rồi đàn ông người kinh đấy lạ thế chứ những hình ảnh lớp lớp chồng lên trong màu tối đen của căn phòng thơm mùi người kinh đêm xoay tít như người khỏe say cái cối gạo của bu tôi Tôi không cựa quẩy. Tôi sợ mình chỉ cựa nhẹ. Thì căn bồ nhỏ, nơi mà hàng đêm tôi làm bạn với con nhện, ôm khư khư bọc trứng và vợ chồng sạch thùng, đêm nào cũng tắc tắc gọi nhau. Những lời chồng nói gì ra, hệt như một đàn kiến, chùi vào đục ruống quả lê ngọt, hút hết những ngọt ngào trong ấy. Ngủ rồi đấy hả? Chồng tôi hỏi gần từng tiếng. à. Cái con vợ hư Không muốn ăn nhờ chồng nó dậy đây mà Nó lại dám im lặng Mà ngủ đi như thế cơ ấy Chồng tôi bỗng nắm đôi tay gầy của tôi Ghi lấy tâm thân nhỏ của tôi Mà xiết Tôi cố gắng vùng ra khỏi đôi tay ấy Tôi xoay lưng lại Chồng cào sức lưng tôi cũng được Tôi sẽ không để ai làm con tôi đau À À Còn dám làm thế với chồng nữa cơ mà Cái con vợ hư này Bao nhiêu những lời ấy trồng dồn vào thân tôi Vài đau nhói, dỉ máu Tôi mười mười chín tuổi Tôi biết việc nương, biết việc nhà Biết cả cái lý lẽ nữa Sao tôi lại bị coi thường Tôi nghĩ đến những ngày vừa dưới đi học Tôi thấy bớt đau Sáng bù tôi dậy đi chợ sớm Tôi mở cửa sổ ra Đá thấy nắng tràn vào đến quá nửa sân Nắng nhẹ như tơ dịu dàng nhà từng sợi từng sợi đá rất lâu rồi cảm xúc như chai sản tim tôi chợt rung lên bởi ánh nắng phà xe xe tôi thầm biết ơn giọt nắng nuôi dưỡng mầm sống trong tôi đang cửa mình ước gì nắng gọi được yêu thương trở về tôi thèm nhổ củ su hào non thèm thấy chồng tôi cười trong bữa cơm chiều ấm cúng chồng tôi thấy tôi đang quét nhà thì đi ngang qua bỗng khựng lại nhìn những mũ những áo những bao tay bé xíu được bu tôi đang làm dở chưa hôm qua xếp gọn gàng vào chiếc thúng nhỏ đặt trên giường phía gian ngoài chồng tôi nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời để chịu được đến ngày hôm nay tôi đã có thể bình thản đón nhận những gì cuộc đời mang lại có thể nhẫn nại trước sóng gió cũng có thể chấp nhận đắng cay mà yêu thương nhiều hơn tôi ước mình có thể thành bến tàu lặng lẽ chấp nhận mọi thiệt thòi để chồng tôi có thể ngồi an yên trong thanh thản mỗi khi trở về nhà may thế này là thế nào em câu em ngập ngừng tôi cúi mặt không nói gì chồng tôi đón nhận cái tin mà bu tôi bà nội tôi em ải tôi coi là một sự việc lớn lao như thế này sao khi đó nhận một điều mà người khác cho là niềm vui, cũng giống như tâm trạng ngay lúc này. Một người co do vì rét, còn người khác mặc nhiên để giọt nước lạnh buốt ngấm vào da thịt để cảm nhận cái xe sắt dễ thương. Bu tôi về, tôi chạy ảo ra đón Bu. Bu nhìn tôi như sâu thẳm tận cùng cái xa xót. Tôi cười để muốn nói rằng, còn không sao cả, Bu chịu được con cũng chịu được. Bố nói, làm trai học sẩy học sàng, đến khi vợ đẻ thì làm mà ăn. Anh không biết, còn cái may nó đang mang trong mình giọt máu tổ tông họ hoàng à. Đêm qua, anh đã làm gì con bé thế kia hả? Rời ơi là rời, sao cái thân tôi khổ thế này hả rời? Hết chồng lại đến con, có năm có mười thì tốt, tôi có một lại vô duyên hay anh thích kinh ngữ liền bà chồng chết chưởng kịp làm tuần mở dương lấy lụa mấy quần cho dai tôi chỉ có còn cái may làm dâu anh làm sao ấy thì làm bù nói một hơi nói xong mà quang gánh vẫn còn trên vai rồi lại tiếp cái ngữ liền bà ngoài kia lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa nhẫn thì rơi mất lẳng lơ hãy còn cái ngữ liền bà ấy ngoài kia nhiều lắm còn cái may về ở với tôi ba năm nó như nào tôi biết rõ hơn anh bù hay chửa tôi có nói gì đâu không nói chỉ lập phá thôi phỏng về mà đối với vợ như thế thì thả chẳng có sóng trước đổ đâu Sống sau đổ đấy anh cũng như thầy anh thôi. Lời của bu nhức nhối, mỏng nước. Tôi thường bu đến quản ruột gan. Chồng tôi đưa cho tôi một tập tiền 5.000 mới tinh. Tôi nói, anh đưa cho bu, em không tiêu gì đến tiền, có bu lo hết rồi. Hôm qua tôi quá nhời, đừng nghĩ nhiều mà hưởng đến con. Tôi sẽ năng về nhà hơn. Tôi cười, thấy vết xước ở lưng bớt nhức nhối nắng như cái nhìn đắm đuối gọi yêu thương ấm áp trở về chiều tôi đưa lên chợ huyện mua quần áo cho hai mẹ con nhé mua cả cho bu nữa tôi cắt ngang lời chồng giờ này ở nhà chắc em tôi đã lên nương bà nội đuổi đàn dê xuống lũng bà sẽ nhớ tôi lắm à đi suốt nhưng tôi chưa bao giờ thấy em buồn ngày tôi còn bé xíu Ải hành quân qua bản chỉ tranh thủ rẽ qua nhà được một lúc, tôi bám xiết lấy Ải không rời. Ải đưa cho tôi mảnh giấy, nói tôi chạy lên nương đưa cho chú Ninh. Đường cách nhà hai con dốc dài. Ải nói tôi là con của bộ đội phải biết dũng cảm. Tôi hăm hở cầm tờ giấy nhỏ với lời hứa không được mở ra xem vì là tài liệu mật quan trọng. Tôi lên đường vượt hai con dốc để đưa tài liệu mật cho chú tôi quan trọng như một người lính, lại dũng cảm nữa." Chú Ninh đọc xong thì cười nói, "Ở đây chú nướng ngô cho ăn. Tôi lo ải ở nhà trông tôi về nên rục chú. Cháu về về thôi chú à, chú chuyển cho ai tài liệu thì đưa cháu cầm về, ải chỉ tranh thủ qua nhà thôi." Ăn xong ngô nướng, chú cũng đưa tôi một tờ giấy và nói, "Về đưa ải tài liệu mật, đọc là vi phạm kỷ luật." khi tôi về nhà đưa giấy cho ải ải ôm tôi nói may ở nhà ngoan lúc nào ải về lại mang lương khô về cho may mà êm đỏ hồng tóc êm xóa ra mắt như biết cười sáng hôm sau tôi thấy tài liệu bí mật ải bỏ quên trên giường tôi lo lắng bồn chồn không yên gần trưa tôi quyết định vi phạm kỷ luật mở tài liệu ra xem anh tranh thủ về nhà được hơn một tiếng. Con bé lên, em giữ nó lại giúp anh. Nó quấy quá. Sau này tôi mới hiểu, không còn giận ai nữa. Nhớ cây đũa ngoáy cám mòn quá nửa. Em không dùng cái đũa khác, chỉ vì đũa ấy là ải vót. Mỗi lần ngoáy bằng cái đũa mòn quá nửa, tôi chẳng ước gì cao sang. Chỉ ước em tôi có một cái đũa cả mới. Lạ thế chứ tôi bước xuống dưới sân nắng đã dịu trời cuối đông lãng đáng sương phía đằng đông một hình vòm nhiều màu đang nhảy nhót chồng tôi cười với tôi tôi nghe mầm sống bé xíu trong tôi vừa chuyển động thật khẽ chúng ta vừa nghe xong phần 22 tác phẩm làm dâu cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện